Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay thì em đang đi đá ngày, hiện tại thì đang làm con Hitachi 55UR. Bây giờ mình sẽ quay lại cái công việc hôm nay. Hiện tại thì bây giờ mình đang đi moi những cái dầm đá để cho sau này mình đổ đất vào đây để cho người ta ép cọc các bác nhá. Bên này thì cái chân móng ra to quá cho nên bắt buộc mình phải đục bằng tay. Đây, chú vừa đi ra ngoài kia rồi. Thì bây giờ mình sẽ vét cái này đi, xong sau đó là lùi lại để đào những cái ô ở phía đằng sau này anh em nhá. Đó, cái chỗ này thì là chỗ nào là đất thì mình để lại, còn chỗ nào mà nó có xỉ ấy, mình móc hết đi. Đây, cái tim nó ở đây thì nó sẽ ra đây khoảng độ mỗi bên khoảng độ 70 phân nữa, nó làm khoảng 1m4 mà. Thì người ta ép cọc thì sau này mình đổ đất về nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ lên để mình bắt tay vào công việc nhé anh em nhé. Con này là Hitachi 55UR các bác nhé, UR-2. Sau này người ta sẽ ép cọc bê tông nó cách cái bờ tường người ra là 50 phân anh em nhé. Khi mà người ta ép ra 50 phân như thế thì nó mình chỉ cần vâng em xin nhá. Anh này là anh chủ nhà các bác nhá. Chủ nhà để làm cái nhà này các bác. Cái đá này thì mình sẽ để nó xăm bên ngoài này đi. Chỗ này mình đang đứng nó không vuông. Đây, bây giờ mình sẽ đứng nó vuông vào thì nó sẽ đỡ bị mắc thôi. Nhưng lúc nãy mình vừa mới ở cái vế bên kia xong. Bởi vì cái ô bên này là nó khó xử lý hơn. Cái nhà bên này ngày xưa nó là có chung vách ở chỗ này này. Còn cái nhà bên này thì vách khác nhau, tường khác nhau. Cho nên là nó sẽ hở ra, mình không cần phải vào sát quá. Cái di chuyển của con này nó hay bị chạm cái hai cái ấy vào với nhau này. Móc hết những cái đá ở phía dưới này lên anh em nhé. Cái đá này thì nó hơi nhảy xách một tí thì rất mong anh em thông cảm. Móc phải ven dần dần. Ngoài hết rồi đứt cho nó thủng bên dưới, vuông góc bên dưới. Đây có một viên nữa sắp ra lắm rồi đây này. Cho nó để lên, lát nữa mình cào nó vào gần sau nhé. Ok nha anh em nhé, bây giờ mình sẽ lùi lại. Viền này khá là cứng. Con này cái di chuyển của nó khá là dễ di chuyển nhưng mà nó lại bị mắc mất cái thảm để chân này. Nó bị nó không được cái xe nó về cái rồi. Bạn ơi mình phải xúc cái xe bỏ đi. Thank you.
Đó, bây giờ thì mình sẽ đào tầm từ chỗ này này để cho nó hở cái móng ra. Hở cái móng ra thì bắt đầu lại để đục tiếp. Thì anh vừa mua cho mình chai nước thì mình sẽ mời các bác uống nước nhá. Ông vét hết cái xỉ này đi. Đang khát một cặp nước này. Một quá anh em ạ. Nhớ là giáp nó vào cái vế bên tường này đi. Để mà cái nắp đi nó có bị chạm với đằng sau hay không? Nó tròn tròn thôi nhưng mà nắp đi vẫn ngỏ ra ngoài các bác. Không không? Cách ra một chút. Đấy. Bây giờ là bấm vô từ đoạn này anh em nhé. Nó ăn vào cái móng này, chỗ này nó còn không có bước dầm cầu thang ở chỗ này nữa này. Cái này là khả năng là hơi bị nhiều xe ở chỗ này đấy. Cái máy này nó nóng quá các bạn. Nhiệt độ của nó không ưa thích tí nào, không thích hợp để đi làm thế nào. Nó nóng hết cả cái sắt luôn anh ạ. Không hiểu tại sao mà nó nóng hết cả cái người của cái máy này luôn. Quạt nó thổi vào tai, nóng hết cả tai luôn. Dạ, xe gầy đi nhá. Vâng. Cái mép ngoài này thì thông thường là nó sẽ không có cái đường dầm. Nhưng mà đến cái chỗ này thì mình nghĩ là nó sẽ có đường dầm. Đó, cho nên là mình sẽ múc vừa múc vừa thăm dò xem nó có đá không. Nếu mà không có đá thì mình sẽ không cần phải múc nó sâu, mà nếu mà còn có thì mình phải múc nó sâu. Đấy, chỗ này có cái đường dầm này. Lát nữa mình móc hết cái đất này đi thì nó sẽ hở ra là mình sẽ múc được cái đường dầm đó. Nó là xe 2 tấn rưỡi các bác nhá. Lúc trước thì có con xe 3 tấn rưỡi nó chở cơ, nhưng mà bây giờ nó đi chở cái máy của em Thiên. Chở em Thiên để cho về đầu kia để đi xúc đất đỏ để cho vào những cái ô mà mình vừa mới đào xong kia. Camera của mình nó nóng lắm rồi các bác, không biết là nó có còn quay không hay là nó lại nóng quá nó tắt đi rồi. Để mình cho mình ngó cho. Và nó vẫn quay. Thì lát nữa mình nhỡ mà nó có tắt đi thì anh em thông cảm nhá. Vì là nhiệt độ của thời tiết hôm nay thì chắc nó phải xuống mấy độ rồi. Không có cái camera nào nó chịu nổi được. Nên là làm video ngắn để cho các bác hình dung cái công việc của mình đang làm thôi. Cậy cái dầm này lên này. Dầm này là dầm móng gạch này. Để lại chút nhé. Nghiêng cho nó an toàn thì không quay quẹt vào đây đứt mất cái nắp đít đi.
có điện thoại một chút nhé. Alo. Chưa. Rồi, chưa, vẫn đang đảo. Anh Sơn ấy điện mình hỏi xem mà làm cái này xong chưa, hôm nay mình đi lấy ngày mà. Nên là máy ở nhà chắc là khả năng cũng đang bận. Mình để mai thôi, mai mình đi. Chú này chú ấy đi đục để đục cho nó gãy ra để mình moi cho dễ này. Hai dầm rồi. Để cháu moi cho đủ xe đã. Không có đủ xe đã. Cứ nghỉ đi, không có đủ xe đâu nó hỏ. Chiều vẫn đi đường Hà Giang chứ. Vẫn đi Hà Giang. Vẫn ấm chú cháu ra keo đúng không? Được. Mỗi người là 4 cân bia thoải mái gì. Đấy, còn này 2 dầm anh em nhá. Bây giờ cứ phải moi hết ra đã. Dầm này khả năng là dầm có sắt này. Dầm có sắt thì nó sẽ là dầm bê tông. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Vâng. Được. Tôi chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá.